Là thằng Miên hậu hận đó, là vì nó hận mình hồi trước đây đó, là ông cha mình đã lắng đuổi nó, cho nên là nó sẽ yếu hơn mình, nó sẽ làm không lợi mình, cho nên nó mới rút quân từ từ đi rồi mình sẽ lắng chiếm nó, cho nên từ cái chỗ đó nó sẽ hận mình, cho nên tới cái thời kỳ mà trả quả đó là nó sẽ xuống nó đòi lại, nó đòi lại. Thành ra trong trong cái thời gian mà nó đòi đó là vì trong đó nó đã có những cái sự tiến bộ về vũ khí tối tân, nó sẽ giết mình bằng một cách dễ dàng đó. Cũng như là phồn hoa là ở đô thị thành phố nó, bây giờ quý vị thấy ở thành phố nó đẩy vô vài trái tên lửa vậy bình đĩa ra rồi dễ dàng thôi chứ đâu có gì đâu. Còn kiến linh xa là tất nhiên là kiến là thấy, linh xa là xác chết, quý vị thấy chết như củi luôn. Nó kể như là xương thành núi, máu thành sông. Của ông Tư á, nghe nói hấp dẫn quá, bữa nay mới gặp được ông Tư. Kính hỏi ông Tư, tôi cũng biết được ông Tư có làm một cái nghề mà làm thuốc đó ông Tư. Rồi thứ hai nữa là bây giờ cái tình hình bệnh hoạn là như thế nào? Rồi bây giờ tôi thấy là chiến tranh thế giới của bên Trung Quốc nó bây giờ thấy bệnh hoạn quá ông Tư ơi. Rồi bây giờ thấy mình bây giờ như vậy là mình cái trị bệnh của mình đó là ông Tư kể cái lịch sử của trị bệnh của mình là như thế nào đó. Vì hai nữa là thuốc mình có trị được cái con COVID này không ông Tư? Bây giờ trước hết thì tôi hỏi ông Tư bao nhiêu rồi nữa từ từ tiếp tục tôi hỏi tới ông Tư. Dạ, mời ông Tư giải. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Nguyễn Lãnh xin chào cô bác anh chị em trong nước và ngoài nước gần xa kính mến. Thì để trả lời cái câu vừa qua của anh em đồng đạo hỏi, thì hiện nay thì cái bệnh nó rất nhiều, là vì cái bệnh này nó càng ngày càng phát hiện ra những cái bệnh lạ không à. Mà ông thanh sĩ ông đã cho biết là có nhiều căn bệnh phát sinh, lương y còn phải bó tay ngồi nhìn. Bây giờ bệnh nhiều khi mà tôi là chết đứng luôn. Chết đứng luôn. Nhưng mà ở trong đó đó thì Đức Thầy cũng có chỉ cho mình cái đường tháo ra, nhưng mà nhiều khi nói rồi, nhiều khi bà con mình chưa có nhận được, rồi chưa có làm được, rồi cho nên trong cái căn bệnh nhiều khi nó cũng chưa được tháo gỡ ra được. Bởi vì Đức Thầy mình có chỉ là gũi ốm đau bởi tại căn tiền, hoặc hiện kiếp làm điều bạo ác, phải ăn năn phước điền tạo tác, lo thuốc thang khẳng giái Phật trời, nguyện sửa lòng ác Phật giúp đời, xuống đức rộng từ bi hỷ xã. Thì như vậy là từ từ mới gỡ ra được quý vị. Còn quý vị mà đang bệnh nặng là tất nhiên là cái hậu quả nó đã đến quý vị rồi, mà quý vị không biết đường tháo ra, mà quý vị hàng ngày quý vị còn sát sanh hại mạng ăn vô nữa, thì chẳng khác nào chiếc xuồng khẩm mà đi qua sông cái mà quý vị còn dục đá xuống thêm nữa, thì chắc sớm muộn gì cũng phải chìm. Cho nên hôm nay Nguyễn Lãnh xin góp ý với quý vị và để bàn cái câu này để cho quý vị tháo gỡ ra nha. Bởi vì khi mà mình vướng vào một cái căn bệnh trầm trọng là tất nhiên là báo tin cho mình biết là sắp sửa mình hết phước, là mình chuẩn bị chết. Thì như vậy là mình phải làm sao đây? Thì như vậy là xin thưa với quý vị mình nên nghe lời ông Phật dạy. Là hiện nay mình đã vướng vào cái căn bệnh quá nặng rồi, bây giờ mình phải làm sao đây? Quý vị phải có tiền, quý vị phải mua chim mua cá phóng sanh liền để cầu phước lợi. Là vì cái phước mình nó sắp hết rồi, cho nên không có cái phước nào lớn bằng là cái phước là phóng sanh. Cho nên vì vậy quý vị làm y vậy đi, rồi từ từ mình mới có thể gỡ ra, rồi mới thuốc thang khẳng giái Phật trời sau. Rồi từ từ uống vô, rồi từ từ mình gỡ ra, rồi phải phát tâm ăn chay niệm Phật cúng lại, rồi gọi là sám hối đó.
phải ăn năn phước điền tạo tác đó. Còn quý vị không có biết cái điều này thì là quý vị uống thuốc có nhiều khi nó không hết, rồi quý vị nói sao mà thuốc uống hoài không hết bệnh. Bởi vì cái nghiệp của quý vị gây ra rồi tụi tôi gỡ làm sao gỡ nổi. Gỡ cho quý vị phần nào thôi chứ làm sao mà gỡ hết được. Cho nên là vì cái chỗ đó mà quý vị không có hiểu được cái chỗ đó. Còn cái phần nữa mà nếu mà quý vị mà muốn trong cái cuộc sống của quý vị mà không có bệnh hoạn ốm đau đó, là quý vị phải làm như gì nè, quý vị mới là tránh khỏi. Là từ khi mà quý vị sanh ra, mở mắt trên cõi đời này, biết ăn, biết mặc, thì quý vị phải ăn chay chứ đừng có ăn mặn. Ăn chay niệm Phật, ăn hiền ở lành, quý vị sống tới 100 tuổi quý vị chưa có bệnh, tôi dám bảo đảm luôn. Là tại vì quý vị biết ăn, biết ăn thì quý vị sát sanh mà từ cho là 5-70 tuổi quý vị tính coi biết bao nhiêu sinh mạng ở trong đó. Rồi giết một mạng là phải thượng một mạng. Chặt một dao phải thượng một dao. Rồi tới cái ngày nợ nần người ta đòi quý vị chạy đường nào sức đâu đâu quý vị nói tôi nghe coi. Cho nên lúc đó là quý vị đã vì bị cái vô minh tối tâm cho nên quý vị không có hiểu được cái chỗ này, rồi quý vị lúng túng sợ chết. Rồi chạy thầy này bà kia để là trị cái bệnh của mình để cho hết, nhưng mà không có thể nào hết được. Cái đó là chỉ là có cái là quý vị phải sám hối liền và ăn chay niệm Phật cúng lại, rồi là phóng sanh, rồi có tiền mà để giúp cho mấy người nghèo để mình tạo cái phước lợi là mới có thể hy vọng. Còn quý vị không biết rồi tôi cho quý vị đổ ra tiền tỷ nữa quý vị cũng chết, không có chạy đường nào trên. Để tôi kể cho một cái câu chuyện ngắn cho quý vị nghe để quý vị kinh nghiệm có phải như cái lời của Nguyễn Lãnh nói nãy giờ không nha. Bởi vì trong hai cái ca bệnh nằm ngang nhau, hai cái ca này đều mổ hết. Nhưng mà cái ca mổ thứ nhất đó là cái ca này rất nghèo không có tiền. Cái ca mổ thứ hai đó là cái ca này có tiền, mà lại cái ca không có tiền mổ trước. Cho nên cái cô này thấy vậy cổ là có cái lòng tốt. Cổ nói thôi giờ tôi sẽ hiến cái số tiền này hết cho cô mổ trước đi, rồi tôi ngày mai tôi tính sau. Thì mới hiến cái số tiền này cho cô này cô mổ ngày nay. Ngày nay xong rồi bắt đầu mới tới là ngày mai tới cô này. Thì khi mà đưa cái cô này lên ca mổ rồi thì coi lại thì cái khối u trong bụng nó đâu mất tiêu rồi, đâu có gì nữa đâu mổ. Phước lớn quá ha. Đó, cho nên mà nếu mà ai mà có cái tấm lòng thực tế như vậy mà làm được như vậy là tôi sẽ bảo đảm người đó dù cho có chết đi nữa người đó cũng được hưởng phước báo lớn chứ không có đến đổi tệ. Cho nên xin thưa với quý vị mình, từ khi mà Nguyễn Lãnh biết tu tới giờ đó là Nguyễn Lãnh bữa nay không lẽ nói lên để mình khoe cái tài mình chứ nhiều khi Nguyễn Lãnh xét là ít có ai làm được nữa. Là vì trong lúc mình 17-18 tuổi mà lúc mà cỡ là sập sình biết đi chơi đó thì Nguyễn Lãnh có cái tâm ngộ lắm. Đi ra đường mà bạn bè mà nghèo mà không có quần áo bạn là Nguyễn Lãnh lột cho trơn à. Lột cho nhiều khi đi ở chằn gì nữa. Mà có ai làm được vậy không? Rồi trong cái thời gian mà biết tu rồi đó thì mằng có tiền có gạo nhiêu cho trơn à, chừa đủ sống à. Cho nên từ cái chỗ đó mà hiện nay đó thì Nguyễn Lãnh sẽ hưởng được một cái phước báo. Cho nên ngày hôm nay Nguyễn Lãnh sống cái sự sống rất là bình thường giản dị mà lại không có cực khổ lặn lội như bao nhiêu người khác, cũng như bao nhiêu người khác mà mình thấy đấy, nào là lặn lội để tìm cái sự sống, mà trong cái thời gian mà tìm cái sự sống đó thì tặng lại gây nghiệp không à, vì vợ vì con mà để gây nghiệp. Mà cái như cái tay mà còn ướt thì còn tiền, mà khô thì hết tiền, mà cũng vẫn làm hoài.
Cho nên mình so lại thì tất nhiên là mình nhờ cái công tu, cho nên mới nhờ được hưởng cái phước báo. Chứ cái số của Nguyễn Lãnh là chết yểu lắm, có 46 tuổi chết rồi, mà ngày hôm nay là 60 mấy tuổi rồi. Quý vị tính coi là nhờ cái phóng sanh, nhờ công tu, cho nên từ cái phước báo đó mà mới được sống tới ngày hôm nay 60 mấy tuổi, chứ cái số có 46 tuổi à. Biết trước rồi phải không? Bởi vì trong lúc đó là có 4 vị chư thần ngồi ở trong mùng tôi nha. Tôi nói là rõ ràng nha, là lúc đó là tôi ở trên cốc của cô Út Đồng ở Cầu Chết á. Quý vị có nghe cô Út Đồng không? Có. Út Đồng Út Châu rồi đó. Út Đồng ở Minh Châu. Thì cái giác đó như vậy là đúng 4 giờ sáng. Thì cái vị đó vỗ vai tôi một cái chát vỗ mạnh lắm. Nói 4 giờ rồi không thích gì cúng mà mày ngủ hoài à. Ráng tu cho ngon là 46 tuổi là mày bỏ xác á, cho mày biết trước đó nha. Tôi mới làm cầm tôi ngồi vậy mà cái vai tôi mà mấy ông đổ nãy là còn ê đó. Thì coi đồng hồ đúng 4 giờ. Thì theo như cái quan niệm của tôi á, thì nghe nói chết chết rồi sao làm như tôi phái vậy lắm, tôi không có sợ. Như vậy nói cái cõi này là cái cõi là ta bà khổ, ta bà lắm khổ rồi, không tư cái cho nên cho nên mà nói tới cái chết của tôi là mình không phải là mình không ham sống, nhưng mà dòm lại cái cảnh đời á, sống càng lâu thì càng khổ, càng khổ chứ không có làm gì trơn. Cho nên là nói tới cái chết là tôi hình như tôi phái vậy lắm, cho nên tôi trông nha. Trong cái thời gian lúc đó là tôi 42 tuổi rồi, là tôi nghe nói là tôi mừng, tôi phái dữ lắm rồi, tôi trông cho tới 46 tuổi rồi sao. Sao mà thấy em ru không thấy gì trơn. Tôi mới suy nghĩ, tôi nói vậy là chắc là mình được lên kỹ rồi. Chứ nếu mà ăn nhậu mà không tu thì kể như là chắc rồi rồi. Vừa qua thì ông Tư này nói về cái qua cái chuyện làm phước mà gia cảnh của ông Tư á, thì quý vị cũng nên ráng làm phước đặng cho tuổi thọ mình đặng mà sống nó nhiều thêm một chút xíu. Nhưng mà có này tôi xin hỏi tiếp gì nè ông Tư, nói qua cái thứ phước á, thì Đức Thầy có nói là phước nhiều tiên cảnh lên dài rồi, mình làm phước nữa là sau mình cũng là được về cõi tiên của Phật. Nhưng mà trong đó thì mà nhưng mà cái cảnh bây giờ đó là Đức Thầy có nói trong một đoạn á, là no chiều rồi lại đói mai, dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây. Mà bây giờ như vậy là bây giờ bệnh trời như là cái bệnh Covid này là dưới, hay hoặc là những cái chuyện động đất bên Thổ Nhĩ Kỳ, những thiên tai bệnh dịch này cái nọ đó, là như vậy là cái này có phải bệnh trời không ông Tư? Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì theo lời của Đức Thầy đã báo tin cho chúng sanh biết, thì cái đó cũng do nơi cái nghiệp sát sanh mà tới thời kỳ phải trả quả. Cho nên từ cái bệnh tật ốm đau, chuyện này chuyện nọ đem tới cái sự đau khổ cho nhân loại, thì hoàn toàn là cái nghiệp sát sanh gây ra không à. Chứ không phải là đứng không mà có. Cho nên cái chặn dịch vừa rồi đó, chặn dịch vừa rồi đó là kể như là bước đầu tiên mà Đức Thầy đã nói cái câu là kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người hiền đức mới sống đời thượng cổ. Thì xin thưa với quý vị là chặn dịch vừa qua rồi đó, là kể như là lửa, lửa cho nên mà người nào chết rồi là đem thiêu trên. Cho nên Đức Thầy đã nói là kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, thì chặn rồi chết thiêu ra ngay chứ đâu có trốn đâu. Đem đốt hết. Rồi bắt đầu quý vị không có tu nữa, không có tu nữa rồi bắt đầu cuối năm mẹo này đốt quý vị chặn nữa. Đốt quý vị chặn cuối năm mẹo này là có thể là chiếm là 50% luôn. Cho nên quý vị mình ráng tu. Dù ít nhiều gì Đức Thầy đã cho mình biết là khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, cho nên quý vị mình ráng tu đi, để mà có được chút phước đức để vượt qua cái đại nạn.
còn một trận đại dịch tới nơi đây sắp sửa nó tấn công mình dữ dội. Bữa nay là đài nó báo là dữ dội luôn, là bị sốt xuất huyết, thì kể như là cái bệnh này bó tay đó. Thì ở Trung Quốc hôm gài là như vậy, là nó chết là tính ra hôm gài là gần cả 100.000 rồi đó. Nội Covid nó đảo trở lại đó, rồi nó sắp sửa nó tấn công Việt Nam mình tới đây. Thì cái bệnh này đó, xin thưa với quý vị là đây là cái bệnh trời. Mà hồi xưa đó thì cũng như là ông Sư Giải Bán Khoai, ông đã cho biết là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã sai chư thần giải ban trái xuống cho chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Nếu chúng sanh nào biết tu, biết ăn năn, biết tu thì không thẳng, từ từ chư thần ta lấy ra. Còn ai không biết tu thì để đó giết chết luôn. Đó là lời của ông Sư Giải Bán Khoai nói nha quý vị. Cho nên cái điều này cũng là do nơi cái nghiệp sát sanh mà nó đã theo cái định lực thiên nhiên, chứ không phải là trời hại mình. Không ai hại mình trơn á, tự mình hại mình không à, chứ không ai hại mình trơn á. Cho nên tụi tôi ở đây đó là vì giác ngộ rồi cho nên mới thấy được cái sự khổ. Cho nên ngày hôm nay tụi tôi mà để lên clip để nói, để nhắc chừng cho quý vị á, để ráng lo tu, chứ không phải là vui sướng hay cái gì mà tụi tôi lên nói hoài chứ cũng mệt, chứ đâu phải không mệt đâu. Tôi cũng có nghe một cái phong thanh này, còn một cái ly kỳ nữa ông Tư. Tôi mới nghe phong thanh thì trước hết thì huynh cũng nói sự thật là cho tất cả những anh em nội chung đây cũng rất đông, và cả cộng đồng thế giới biết luôn cái tâm tư của huynh. Bởi vì huynh bây giờ một là một ông thầy thuốc đó, thì ai cũng tin huynh là nói là một cái sự thật. Mà những cái gì chư thần hay những cái người trên mà để mách bảo cho huynh đó, tôi mới nghe nói là huynh có nằm chim bao thấy một cái điềm gì mà rất hay. Hay như thế nào đó, là nhờ huynh kể cái điềm chim bao của huynh như thế nào đó huynh Tư, nhờ huynh dạy chỉ rõ cho tất cả anh em ngồi đây với tất cả cộng đồng thế giới hiểu cái sự mà nằm chim bao linh thính của huynh vậy đó. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì theo như cái điềm chim bao là trong đó nó có hai điềm, có hai điểm là rõ ràng luôn, và một cái thứ ba nữa đó là lúc đó tôi ở trên núi ông đó, là chư thần nói chuyện trực tiếp với trong cái lỗ tai tôi luôn, cũng như nói trong điện thoại vậy đó, là nghe mắt liền luôn, mà cho tới bằng ngày luôn. Nói đó là để nói cái gì quý vị? Nói đó là chỉ cách cho tôi tu, con tu như thế này nè nó mới đạt mục đích. Con làm sao con diệt được cái bộ phận lục căn á, là con sẽ thắng toàn bộ hết tất cả. Bởi vì trong lục căn đó là 6 con ma đó là lớn nhất ở trong cái cơ thể mình, là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó, 6 con ma đó lớn nhất. Mà nếu con diệt 6 con ma đó xong rồi thì con sẽ thắng hết toàn bộ. Chỉ dễ dàng thôi, chỉ có nhiêu thôi. Cho nên tôi mới nghiên cứu lại thì rất đúng. Bởi vì Đức Thầy có dạy mình rồi, là một là lo tu tỉnh mặc ai khinh ngạo, diệt lục căn đừng nhiễm lục trần. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, Đức Thầy đã diễn tả 6 con ma là nhãn thấy sắc thường hay bận biểu, tai ưa nghe những điệu âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi thì ưa mùi êm dịu, đồ thơm tho nó ưa nó chịu, mà trốn xạ hương hay lết lại gần, lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nưa nó mến. Thân tham sướng muốn tiền của đến, đặng ăn xài cho phỉ tấm tình, ý thì ưa sửa sắc soi hình, với chức phận cho cao cho quý. Bắt đầu mới tóm tắt lại là 6 đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau giúp nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi, mượn chí đạo đuổi ra khỏi xác, giúp được nó ấy là giải thoát, thì sát trần mới khỏi đọa đài. Thì quý vị thấy rõ ràng đó, là khi mình dứt được nó rồi là tất nhiên là mình đã giải thoát hiện tại, là kể như không có ai đài mình nữa trên á.
thì mình thấy mình giải thoát rồi còn gì nữa. Bởi vì trong đó là, trong đó là nó đài mình đủ thứ hết trơn, mà tại vì mình mê quá mình không thấy. Nào là danh lợi tình, rồi từ cái danh lợi tình đó mà nó sẽ nở ra, trong đó nó đủ cảnh trơn. Bây giờ mình có danh lợi tình mình phải làm sao đây? Mình phải ráng làm có tiền đặng mà là sắm nhà lầu xe hơi đồ, đặng mà tranh đua với đời. Nó cái đó là nó đài quý vị đó. Mà khi quý vị dứt được nó rồi thì nó đâu có đài quý vị nữa. Quý vị tự do, quý vị muốn bay nhảy đâu bay nhảy, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Là tất nhiên là mình đã giải thoát rồi hiện tại. Rồi một chút nữa mình buông cái xác này thì mình giải thoát chứ có gì đâu khó. Mà Đức Thầy đã nói trong cái quyển 5 đó, là ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh. Nhớ câu này nha, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia, gắn công trì niệm sớm khuya thăng ti còn tục. Câu này đặc biệt nha. Hiện giờ còn mang cái xác thân này là ti là còn tục, chứ tâm lìa cõi mê là mình đã giải thoát rồi đó. Rồi chút nữa mình buông cái xác này thì mình muốn bay đâu đâu bay. Cũng như mình có vốn sẵn ha. Mình đi qua Mỹ là có vốn sẵn. Bởi vì trong đó là cái con đường giải thoát mình đã lập trường xong hết rồi. Thì khi mà mình dứt được 6 con ma này rồi đó, thì tất nhiên là mình không còn cái hạt giống sanh tử nữa. Thì mình sẽ giải thoát hết tất cả trong 12 duyên sanh. Thì mình không còn dính trong đó cái gì nữa trơn, thì không còn cái hạt giống sanh tử nào nữa trơn, thì tất nhiên buông cái xác này ra thì giảng sanh chứ có gì đâu mà khó. Cho nên sẵn đây nói thêm khúc nữa là thấy vậy chứ nó cũng khó chứ không phải nó dễ. Là vì cái tâm của mình á, xin thưa với quý vị, hiện nay quý vị tu rất nhiều chứ quý vị chưa có hiểu được trong cái này. Bởi vì nhiều người điện về hỏi tôi sao mà cái tâm sao mà nó sanh hoài, sao mà diệt nó hoài vậy, không được. Nhờ chú chỉ cho con diệt nó coi chứ sao mà cái gì mà nó suy nghĩ cái chuyện này chưa rồi thì cái chuyện khác nó nói vô nữa rồi. Tôi nói là tại cái đó là cái tâm của mình sanh, mà tại vì quý vị không có biết. Quý vị để cho nó sanh hoài thì tất nhiên là nó nói đuôi hoài à. Quý vị đừng có sanh nữa thì tất nhiên nó đâu có diệt. Nếu mình không có sanh là tất nhiên nó không có diệt, nó nằm im ru đó. Còn tại vì mình sanh mà mình không biết là thành ra để nó sanh hoài rồi nó làm cho mình cái bộ óc mình tối ngày cứ bằng mệt mỏi luôn. Nếu không có lấy gì sanh phải không? Thì tất nhiên mà mình không có sanh thì nó đâu có diệt. Cho nên quý vị hiểu được cái nghĩa chỗ đó là tất nhiên quý vị sẽ đắc quả tại chỗ luôn. Là vì Đức Thầy đã cho biết là tìm hiểu nghĩa. Hiểu nghĩa là ngay chỗ đó. Tìm hiểu nghĩa. Cho nên cái việc tu mà nếu mà quý vị không có hiểu cái nghĩa đó, thì nói tới cái đạo thì quý vị còn hơi xa nha. Nói câu này quý vị đừng buồn nha. Là cũng như quý vị mới có lớp mẫu giáo thôi. Cũng như quý vị vô chùa đó, quý vị thấy những cái hình tướng màu mè quý vị ham. Cho nên từ cái chỗ đó quý vị nương theo đó để quý vị tu. Mà khi mà quý vị mà không còn thấy tướng nữa đó, thì lúc đó đó là quý vị mới thấy là mình sẽ đi sâu vào cái lý. Rồi quý vị mới ghiền, mới mê. Cho nên cái sự tu này nó cũng không có gì khó, mà cũng chẳng phải là dễ thắng nó đâu quý vị. Thì cái điều nào mà thí dụ như mình không biết thì mình kiếm những cái bậc trí thức, mình hỏi người ta chỉ mình để mình rút cái kinh nghiệm thêm rồi mình diệt nó mau lắm. Còn mình nên quý vị mà đi đó là khó lắm chứ không phải dễ đâu nha. Không biết cách diệt nữa rồi khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên lúc tôi mới tu lúc đó là còn nhỏ chưa có hiểu. Bởi vì có mười mấy tuổi rồi đâu có hiểu. Ham tu vậy thôi chứ đâu có hiểu. Mà tôi nghe cái câu là Đức Thầy nói là nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, đường đạo đức bước đi từ nấc, ngoại quan hình bất chấp kỳ hình.
Tôi nghe sao mà cái gì mới lùng bùng lỗ tai, tôi không hiểu gì hết trơn. Không hiểu ông Tư giải cái câu này luôn, ông Tư cho tất cả những cô bác cộng đồng mạng cho ta hiểu cái câu này cao lắm ông Tư. Cái câu đó như vậy là trải qua là 20 mấy năm là tôi không hiểu gì hết. Mà sao ngộ con cái là bữa đó là tôi nằm giấc trưa ở trên võng á, là tôi nghe hai cái lỗ tai tôi nó nổ hai bên là ngang cái bụp ở trong á. Là tôi nghe cái tiếng nói chổng nói ra, nói cái câu này cái nghĩa nó gì nè, sao mày ngu quá, mấy chục năm nay mày không hiểu. Là nghe nói rõ ràng vậy đó. Rồi tôi mới lắng tôi nghe coi cái câu này sao mà mấy chục năm nay mình không hiểu, nghe lùng bùng lỗ tai hoài. Để xin nhắc lại cho quý vị mình rút cái kinh nghiệm thêm, rồi coi phải gì không nha. Bởi vì nội quan cảnh đó, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật, nội là ở trong cái tâm mình á, nội là ở trong. Quan cảnh đó là lúc nào nó cũng vẫn sanh cảnh, nhưng mà tâm vô kỳ vật, tâm là tâm, vô là không, là không có chấp một vật nào trên, kệ nó làm gì làm, kệ nó, mình đừng có hướng theo nó. Tức là không chứa ra, không có hướng theo nó, là không chứa ha. Nó cũng như đứa con nít vậy đó, nó lại nó xin tiền mình mà mình không cho nó thì lát đi à, còn mình cho nó lại xin hoài. Đó thì cái nghĩa nó vậy, cho nên nó sanh hay nó làm gì kệ nó, nhưng mà tâm vô kỳ vật là có nghĩa là cái tâm của mình giữ cái không, đừng có hướng theo nó. Còn cái ngoại quan hình đó, ngoại quan hình bắt chấp kỳ hình, ngoại là ở ngoài là quý vị dòm ra quý vị thấy màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nào là nhà lầu xe hơi gì đẹp đẹp không à, nào là nữ sắc đủ thứ mà kể như nói muôn màu đi, nhưng mà cũng tâm vô kỳ vật. Tâm vô là tất nhiên là mình không có dịnh vô đó, không có chứa nó, là gọi là tâm vô kỳ vật. Là nó xanh kệ nó, cũng như là màu mè ở ngoài xã hội này kia thì kệ, người ta ai kêu mình dính cái tâm vô đó chị. Cho nên mới nói là ngoại quan hình bất chấp kỳ hình, bất chấp là tất nhiên không có chấp một cái màu mè nào đẹp xấu gì kệ ta, mình đừng có hướng vô đó, cứ việc giữ cái tâm thanh tịnh trong sạch và đi tới hoài. Cái đó là do nơi cái tâm sanh không à. Mà quý vị diệt ngay cái tâm sanh đó là quý vị sẽ thắng toàn bộ hết tất cả trong cơ thể mình, chứ không có gì khó hết trơn. Nhưng mà nó hơi, quý vị mà thiếu cái nhân duyên là quý vị hiểu không nổi mấy cái chỗ này nha. Hiểu không có nổi đó, chứ không phải dễ đâu nha. Quý vị có thể nói là đủ nhân duyên và đủ cái tần số quý vị hiểu mới nổi nha. Thấy vậy đó chứ không phải dễ hiểu đâu. Cho nên trong cái bài tâm nghiệp đó thì Đức Thầy có biểu mình phải ráng tìm cái chữ bắt sanh bắt diệt. Khi mà mình tìm được cái chữ bắt sanh bắt diệt rồi, mình hiểu được nó rồi thì cái tâm mình trống lỏng mà. Bởi vì đâu có sanh, đâu có diệt nữa rồi, thành ra không có, phải trống lỏng vậy á. Sống tự tại, không có gì ràng buộc mình, không có gì làm khổ cho mình chứ. Cho nên từ khi mà tôi ở trên núi Cấm năm 2009 thì tôi sẽ được chư thần báo như vậy, là tôi mới được cái sự hiểu biết được như ngày hôm nay. Thì tôi nghĩ sống trên đời này hoàn toàn là không có cái gì của mình trơn. Cho nên tới tài sản, đất cát, nhà cửa, vợ con tôi là tôi đều cho người ta trơn. Tôi đi mình không có... Kể như bây giờ là ở đậu luôn chứ không có cái nhà luôn. Thôi, nãy giờ cũng cảm ơn ông Tư ha. Nghe nói ông Tư và cắt tóc ở trên mà gì ở trên ở đậu ta chứ không có cắt nữa. Long Khánh. Ở trên Long Khánh. Nãy giờ ông Tư trải qua thì cũng là quá hay. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn ông Tư. Nhưng mà tôi cũng để hỏi tiếp ông Tư về nha ông Tư. Dạ. Xin hỏi tiếp nha. Thưa ông Tư, thì coi như cái phần mà bây giờ cái tin tức mà bây giờ tôi thấy cũng là nóng bỏng lắm rồi, thấy không?
bây giờ cũng xôn xao, là trên cộng đồng thế giới cũng xôn xao đó. Bây giờ cái chiến tranh mà của bên Urada, tức là bên Trung Đông đó, mà Đức Thầy có nói là trong một đoạn gì ông Tư, Đức Thầy nói là còn một cuộc chiếu manh giành xé gì đó ông Tư. Thì bây giờ nhờ ông giải ngay căn cái chỗ biết được bao nhiêu nói nhiều bên Trung Đông, và chiến tranh xảy ra giữa Nga và Urada, và sao mà còn một cuộc chiếu manh giành xé gì nữa đó. Bây giờ ông Tư nói ngay cái đó ông Tư. Thì cuộc chiến tranh này, xin thưa với quý vị, thì Đức Thầy đã cho mình biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát. Thì nó sẽ quýnh ở ngoài, nó quýnh vô, nó quýnh banh chành té bẹ ở vũ trụ ngoài, rồi bắt đầu nó mới vô tới trong Việt Nam mình. Vô tới Việt Nam mình thì còn một cuộc chiếu manh đó, là còn có 4 góc thẻ, còn ngoại ra nước trơn, là chỉ còn có 4 góc thẻ là gọi là chiếu manh. Thì trong lúc đó là nó sẽ áp xô vô, thì bởi vì cái cục vàng nó chiếu hào quang quá khứ rồi, thì mạnh nào nó xách bao xách thúng lại đăng đội mà. Thì cái đó chẳng khác nào là cái cục đường mà con ruồi bu vô đó chết rồi, không thể nào nó lấy được. Nhưng mà tại vì cái lòng tham của nó, thành ra nó tính là nó sẽ giỏi, nó sẽ lấy được. Nó sẽ đem những cái vũ khí tối tân vô, để ai nếu mà ai mà hơn nó là nó không chịu, nó sẽ bắn cái này ra là chết hết, nó vô lấy mình lên á. Nhưng mà nó không ngờ nó đem vô hết lực lượng vũ khí của nó, thì Đức Phật chỉ thổi cái phẹp thôi là nó bắn hết nổ rồi. Nó bắn không còn nổ nữa, thì là lúc đó nó mới quýnh lộn nhau. Nó dùng những cái phép nó quýnh lộn với nhau, nó đằng văng lên tới trên mây vậy, nó quýnh cho nó. Thì thằng này quýnh kia quýnh nọ, thì quýnh qua quýnh lại lát chết trơn, không nào lấy được gì trơn, lát chết trơn. Cho nên cái câu Đức Thầy mới nói là quỷ xử quỷ, Phật không thèm trừ, tự nó giết nó chứ khỏi ai giết nó trơn. Bởi vì cái cục vàng đó là tạo hóa đã sắp đặt từ ngàn xưa, để dành cho người dân Phật quốc sau này người ta sống trên cõi đời thượng nguyên tới 700.000 năm lận, làm sao mà nó vô lấy được mà nó giành. Cũng như hồi xưa đó, hồi đời Tần Thủy Hoàng đó, nói về cái nước Trung Quốc, cái bùa chú nó hay lắm, cho nên nó biết cái núi mình có vàng, cho nên nó mới yếm cái yếm đó như vậy, là tới mấy trăm ngàn năm sau nó lật ngang rồi mẹ con nó vô lấy vàng. Nhưng mà làm sao nó qua ông Phật nổi. Cho nên tới cái thời kỳ Đức Phật Thầy Tây An ra đời, Ngài mới ém là ở trên núi một ông, rồi bốn góc bốn ông. Cho nên Ngài mới nói cái câu là yếm năm ông thẻ mà không lẽ thua tàu. Như vậy là nó bó tay rồi, nó đâu có lấy được. Cho nên xin thưa với quý vị mình, bà con mình ở gần xa trong nước và ngoài nước, nên gắng cố gắng tu đi, rồi cái cục vàng đó của mình sau này mình sẽ hưởng, không có mắc phần đâu sợ. Bởi vì là sau này mình được là sống ở trên cõi đời thượng nguyên, được hưởng cái sự sung sướng, rồi còn được là Đức Phật Di Lặc xuống thuyết pháp một tháng hai lần. Nếu vị nào có nhân duyên đầy đủ, đủ tần số sẽ hiểu được những cái lời của Đức Di Lặc thuyết ra, mà lãnh hội được thì người đó sẽ giải thoát hiện tại luôn, chứ không có đợi giờ nào, về cõi Tây Phương liền luôn trong lúc đó luôn. Cũng như hồi xưa mà lúc mà Đức Thích Ca Ngài thuyết pháp tại thế đó, thì trong hội trường nếu mà vị nào hiểu được là vị đó sẽ đắc A-la-hán, A-la-hàm tại chỗ liền, là nó cũng y vậy. Còn cái câu này nữa ông Tư, mà nhắm cái câu này mình thấy có xảy ra, mà trong Đức Thầy cũng có nói trong một đoạn này nè. Đức Thầy nói nha, mình cũng không nắm rõ chỗ này nha. Đức Thầy nói là Tần Ban Hậu Hạnh Tiêu Du Động đó, Nam Quốc Lương Dân Kiến Liên Sa, Hồn Qua Đô Hội Lưu Dương Quyết đó, Dư Đảng Ngọc Giang Cấp Ma Ha. Thì bây giờ như vậy đó là Tần Ban Hậu Hạnh là Tần là sao, tôi cũng chưa hiểu cái chỗ Tần Ban Hậu Hạnh là Tần là ai. Rồi Tần Ban Hậu Hạnh Tiêu Du Động là Nam Quốc Lương Dân Kiến Liên Sa đó, Kiến Liên Sa là như thế nào. Rồi Hồn Qua Đô Hội, Hồn Qua là sao, Lưu Dương Quyết, Dư Đảng là như thế nào. Nhờ ông Tư giải trong bốn câu này. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái câu đó là Tần là thần Nguyên,
hậu hận đó, là vì nó hận mình hồi trước đây đó, là ông cha mình đã lắng đuổi nó, cho nên là nó sẽ yếu hơn mình, nó sẽ làm không lợi mình, cho nên nó mới rút quân từ từ đi rồi mình sẽ lắng chiếm nó, cho nên từ cái chỗ đó nó sẽ hận mình, cho nên tới cái thời kỳ mà trả quả đó là nó sẽ xuống nó đòi lại, nó đòi lại. Thành ra trong trong cái thời gian mà nó đòi đó là vì trong đó nó đã có những cái sự tiến bộ về vũ khí tối tân, nó sẽ giết mình bằng một cách dễ dàng đó. Cũng như là phồn hoa là ở đô thị thành phố nó, bây giờ quý vị thấy ở thành phố nó đẩy vô vài trái tên lửa gì bình đĩa ra rồi dễ dàng thôi chứ đâu có gì đâu. Còn kiến linh xa là tất nhiên là kiến là thấy, linh xa là xác chết, quý vị thấy chết như củi luôn. Nó kể như là xương thành nối máu thành sông. Cho nên cái cảnh này sắp sửa nó diễn biến tới đây mà Đức Phật đã ra đời để báo tin cho mình biết, để ráng tu, là từ thời Đức Phật Trùm, Đức Bổn Sư cho tới Đức Phật Thầy Tây An, cho tới Đức Thầy, thì cách đây cái sự diễn biến đã mấy trăm năm nay. Mà quý vị tính đâu mấy trăm năm nay, quý vị nói đâu ngon dữ rồi hả? So lại Đức Phật có mấy ngày à quý vị ơi. Cho nên quý vị không có hiểu rồi, quý vị nói đâu là hưởng cái cảnh này vậy là được bình an hạnh phúc rồi. Bữa nay mình được cái nhà lậu xe hơi đây, mình ngon hơn thiên hạ rồi. Nhưng mà quý vị chưa có thấy chút nữa quý vị khổ, quý vị chưa thấy chỗ đó. Bởi vì một cái thứ nhất đó là Đức Thầy đã báo cho mình biết đó. Một là giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn quý vị có giờ mộng à. Mà quý vị thấy cũng như vừa rồi ở Thổ Nhĩ Kỳ được giờ không? Phút mấy hả? Có hơn phút rồi quý vị, bình đĩa ra rồi. Làm sao được tiếng hồ? Hay hoặc là Đức Thầy đã nói là tiền ma gạo quỷ đừng nên chữ, sao nó cũng tiêu theo lực của trời. Quý vị bây giờ có ăn dư giả, quý vị tung ra quý vị làm phước rồi quý vị tu đi, rồi công đức của quý vị vô lượng rồi, khi mà tới tai nạn tới đó là quý vị không có khổ đâu. Quý vị nghe lời ông Phật đi, nghe lời ông Phật đi là không bao giờ quý vị khổ. Cũng như cái trận vừa rồi ở Thổ Nhĩ Kỳ đó, là có nhiều gia đình mà theo như dự đoán tôi biết đó, là nói là có thể nói là hàng trăm tỷ có, hàng mấy chục tấn vàng trong nhà có, mà nó sụp chìm dưới mắt mẹ trên rồi. Là quý vị thấy coi là chỉ có một phút hồ thôi là quý vị thấy nghèo rồi. Cho nên không có cái gì bằng cái tu ở trên đó quý vị. Cho nên bà con mình gần xa trong nước và ngoài nước kính mến, nên ráng tu đi. Rồi một ngày gần đây chứ không có xa, sát bên lưng rồi, ráng tu đi, rồi mình sẽ hưởng cái cuộc đời thượng quân sau này. Thì để xin nói thêm một khúc nữa để cho quý vị mình có cái sự kinh nghiệm thêm. Là hiện giờ theo như tôi thấy đó, cũng có nhiều người nói về lý tánh nghe hay lắm, nhưng mà xin thưa quý vị làm chưa có được. Nhưng mà trong đó quý vị còn được là được cái chỗ này nè. Biết rằng quý vị làm không được rồi đó, nhưng mà chút nữa quý vị về đời thượng quân, rồi Đức Phật Di Lặc lúc đó thiết quý vị hiểu liền là quý vị sẽ đắc đạo tại đó liền, là còn cái tương lai chỗ đó. Chứ bây giờ tôi bảo đảm quý vị, bây giờ quý vị làm không có được, làm chưa được. Nhưng mà cần nhất là phải hiểu đi, phải thấy được và phải hiểu đi. Dù cho mình làm không được đi nữa thì cái đó nó vẫn còn nằm đó, chứ nó không bao giờ nó mất. Rồi chút nữa Đức Phật xuống thuyết pháp, mình nghe mình ngộ liền là tất nhiên mình sẽ đắc đạo liền. Là nó rất hay cái chỗ đó. Thì xin thưa với bà con mình, thì hiện nay quý vị thấy đó, là cái cảnh nó diễn biến đó là rất là trầm trọng. Cũng như hồi sáng này đó, là tôi thấy mặt trời mọc lên chỉ là khoảng chừng độ khoảng chừng 10 thước thôi, là có một cái dằn, kêu bằng gọi là cái móng đó,
là cái móng kỳ lạ. Nhưng mà cái đó là cũng cái báo hiệu cho biết là sẽ có một trận bão tới đây. Sẵn nói luôn cho quý vị đề phòng luôn, là trong một ngày gần đây sẽ có một trận bão lớn. Là sáng tôi nhìn thấy, tôi thấy cái móng đó là tôi thấy tôi hỏi ôi rồi đó. Thì cái việc gì trời đất đã xảy ra đều báo tin hết. Nhưng mà tại vì mình tối ngày mình một là mình không có tu, mình lo làm không à, thì thành ra quý vị không có hiểu. Không có hiểu cho nên khi mà tới cái ầm của quý vị mới hay, thì là quý vị không có đường nào quý vị trở tay nói trời. Cho nên để kết luận cái đề này là xin nhắc lại cho quý vị ráng tu, là còn có chút xíu nữa là tới bến rồi. Mà hiện nay đó mình được cái sự may mắn là một là Đức Phật đã ăn xá tu một cho mừ, hai nữa là mình được gặp Phật pháp rồi tu rất là dễ. Cũng như quý vị thấy bây giờ đó, tu bây giờ đó là lên xe xuống ngựa không quý vị còn chê nữa. Hồi xưa Đức Thích Ca ngài là ngồi là ngoài nắng ngoài mưa, quý vị làm được gì không? Mà bây giờ tu lên xe xuống ngựa không mà không chịu tu nữa, vừa tội quý vị rồi. Cho nên để kết luận cái đề này, xin cầu chúc cho bà con quý vị mình ở gần xa. Còn hai câu sau đó là hồn qua đôi hội lưu vô quyết dư đảng gặp ngang khắp ma ha đó huynh. Cái phồn hoa là thành thị đó, rồi cái dư đảng là cái đảng, cái khối của nó đó. Cho nên là nó sẽ tấn công mình trong một cái ngày trả quả, thì nãy tôi có nói rồi. Như vậy là sau này đó là Đức Thầy cũng có tiên tri một chỗ, đó là rừng lâm cây đá thấy ngày nay đó, mà ruột năm non có các đài đó, chờ đợi con hiền nói tục cổ đó, đến ngày thượng cổ điểu hòa mai là rừng lâm là như thế nào ông Tư. Rồi núi rồi sao nổ, rồi điểu hòa mai là sao, cái này tôi không hiểu ông Tư. Cái rừng lâm cây đá đó, rừng lâm cây đá bây giờ quý vị lên núi ông quý vị thấy đấy, quý vị thấy toàn là cây với đá không quý vị thấy gì đâu. Nhưng mà trong cái ruột đó, trong năm non nó có các đài giống á, nó có các đài ở trong sẵn ở trong rồi trên rồi, mà tại vì là quý vị không có thấy hay hoặc là quý vị không tu, quý vị không có tin, chứ trong đó là tạo quá đã sắp đặt trong đó sẵn hết trơn rồi. Thì tới ngày nó tung lên một cái là nó dở cái vỏ ngoài, thì bắt đầu lầu đài lộ vẻ lên chứ gì. Còn hiện giờ quý vị lên chảnh quý vị có thấy cây đá không, quý vị có thấy gì đâu. Cho nên thôi ráng tu đi, rồi từ từ mình biết ra nè. Bây giờ có số thì bây giờ trên núi cấm nó chảnh, bây giờ những làm hình tượng Phật Di Lạc đó là mở ra lâm qua má hội rồi, theo huynh thấy làm sao chứ. Đó là cái cảnh giả không à, mà Đức Thầy đã cho mình biết rồi, là chúng đục đẽo những cây với củi, đắp xi măng sơn phết đặt tên, ngục A Tỳ giữa kế một bên, chờ những kẻ tu hành giả dối. Là nó tạo ra cái đó là để nó dựng lên cái cảnh để mà nó kinh doanh, chứ nó có tu hành gì đâu. Mà Đức Thầy đã cho mình biết rồi. Thì mấy cái đó là mấy cái giả không à, chỗ nào mà nó thấy mà có hơi kiếm tiền được là bắt đầu nó dựng cảnh lên rồi, chứ không có rồi. Cho nên quý vị đừng có chạy theo cái cảnh, mình lo tu đi, lo tu mình sửa cái tâm mình lại. Thì cuối cùng kết luận để nói thêm cho quý vị khúc nữa là cái tu này đó, là quý vị cần nhất là quý vị làm sao quý vị thắng được cái vọng tưởng của mình đó, là quý vị sẽ thắng. Chỉ có nhiêu thôi. Bởi vì cái vọng tưởng nói ra quý vị biết rồi đó, nó tưởng cái này chưa rồi thì bắt đầu cái khác nó nối đuôi tới nữa rồi. Mà Đức Phật đã cho mình biết là bị vô minh vọng tưởng dạy tà, nên quay lộn ta bà cõi khổ. Nó làm cho mình điên đảo tối ngày, rồi một chút nữa mình chết thì nó đưa mình vô ba cõi sáu đường. Cho nên khi mà mình giữ được cái vọng tưởng rồi thì tất nhiên là mình sẽ sống cái cảnh cực lạc rồi, thì nó đâu có đưa mình vô đó được. Cho nên xin thưa với quý vị mình là quý vị mình nên cần diệt ngay cái vọng tưởng.
chỉ nhiều thôi, nói nhiều quá nhiều khi quý vị không có hiểu nổi, quý vị quên không có hiểu. Dịp bây giờ cuối cùng bây giờ để xin ông Tư một cái nữa thôi, là bây giờ ông Tư nhắc nhở cho bà con để mà tu theo đạo thì tâm sáng suốt chỉ đạo như kiến á, tánh trong như nước bích mùa xuân, mà như vậy là trong cái đề này đó là ông Tư giải dùm cái chỗ tâm sáng suốt mình phải làm sao sáng suốt mà tánh trong như nước bích là sao ông Tư, nhờ ông Tư giải này luôn. Cái tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến đó là cái tâm của mình đã dứt hết cái nghiệp mê rồi, tất nhiên là mình sẽ nhìn thấy, mình biết tà chánh hay dở đều biết hết. Còn cái tánh trong như nước bích mùa xuân đó là cái tánh đó là cái tâm thanh tịnh rồi, mình giữ được cái tâm thanh tịnh là cái tánh mình là nó trong như nước bích mùa xuân rồi, tất nhiên là không có cái vọng tưởng nào mà để nó lọt vô đó được trơn. Cũng như nước khoáng bây giờ đó, quý vị gót ra, quý vị có thấy miếng bụi nào trong đó không? Không có miếng bụi nào lọt vô đó được, nó trong vậy đó. Cho nên mình làm sao mình giữ được cái vọng tưởng đó, là xin thưa với quý vị là quý vị sẽ dòm thấy cái tâm của quý vị là nó trong cũng như nước bích mùa xuân. Còn quý vị mà để cái vọng tưởng hoài thì tất nhiên nó động, cũng như là quý vị mà múc cái thau nước lên quý vị quậy nó tối ngày hoài, làm sao nó lóng xuống nó trong được. Đó, quý vị nên nghiên cứu cái chỗ đó. Rồi cái sự tu tập của mình nó cũng ngay cái chỗ đó đó. Quý vị diệt được cái vọng tưởng rồi là cái tâm của quý vị là nó không còn đau khổ nữa. Không có cái gì mà làm cho quý vị đau khổ được. Cho nên tới đây thì cũng dài, nãy giờ cũng dài rồi, xin để kết luận cho quý vị, rồi cầu chúc cho bà con mình nên phát bồ đề tâm để lo tu hành tinh tấn, rồi cầu chúc cho quý vị được là bình an hạnh phúc, bệnh tật tiêu trừ, chuyện lành đem đến, chuyện dữ đem đi. Rồi mình hẹn sau này sẽ gặp nhau trên hội Long Hoa nha quý vị. Xin Nguyễn Lãnh xin chào quý vị nha. Nam mô A Di Đà Phật.